Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống, ta luôn mong tìm về một nơi với không gian khoáng đạt, gần gũi thiên nhiên và tận hưởng dịch vụ tiện nghi. Đó cũng chính là nơi ta được thỏa mãn những cung bậc cảm xúc, cùng khát khao chinh phục những giá trị sống đỉnh cao. Sunshine Golden River, bộ sưu tập căn hộ hạng sang, sở hữu sân vườn riêng trên không đầu tiên tại Hà Nội. Bản hòa âm mỹ học của kiến trúc, thiên nhiên và nghệ thuật sống. Trải nghiệm xu hướng sống mới cho những đại gia đình đa thế hệ. Thiết kế nổi bật với căn hộ có diện tích lớn, đáp ứng mọi chuẩn mực sống tiện nghi. Tọa lạc tại vị trí tâm điểm của Sibutra, thừa hưởng trọn vẹn những ưu thế của khu đô thị quốc tế bậc nhất Hà Nội. Hứa hẹn hiện thực hóa những giấc mơ thượng lưu. Sunshine Golden River, đón dòng chảy tài lộc với địa thế phong thủy kề cận sông Hồng. Mang hơi thở đương đại của những tiện nghi xa hoa, nội thất cao cấp của Sunshine Golden River đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Mọi chi tiết trong căn hộ đều được chú trọng tỉ mỉ. Phòng khách trang nhã, mang đậm dấu ấn độc tôn. Phòng ngủ đem lại cảm giác êm ái nhẹ nhàng. Phòng tắm hiện đại với những thiết bị vệ sinh cao cấp. Đề cao phong cách sống thư thái tận hưởng, Sunshine Golden River chú trọng phát triển một số tiện ích nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế như khu sông hơi, massage sauna, phòng thể hình gym fitness, bể bơi khoáng mặn 4 mùa, khu trị liệu sức khỏe. Đồng thời, cư dân được trải nghiệm trọn vẹn mọi tiện ích đặc quyền chuyên biệt. Vườn ngang trời, mang cả thiên nhiên vào trong nhà. Sáng sớm, nhâm nhi một chén trà nóng để đón bình minh. Chiều tới, ngã lưng ngắm hoàng hôn buông lơi qua từng tán lá trong khu vườn của chính mình. Sân tập golf trên cao lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội. Siga Palau, điểm hẹn mới của giới doanh nhân thành đạt. Tận hưởng trải nghiệm chốt thương vụ ngay tại tầng thượng nhà mình. Bể bơi 4 mùa lộ thiên với khung trời thơ mộng cùng cảm giác tận hưởng thư giãn. Cùng hệ sinh thái dịch vụ Sunshine như ứng dụng nhà thông minh Smart Homes, Sunshine Mart, Sunshine Pay, Sunshine Cap, Sunshine Service, Sunshine School. Chọn an cư tại Sunshine Golden River, một bước nâng tầm nghệ thuật sống, dẫn đầu xu hướng với căn hộ thông minh. Với sứ mệnh tôn vinh tinh thần nghỉ dưỡng tại gia, mỗi căn hộ đều được đảm bảo sự riêng tư, yên tĩnh và biệt lập bằng hệ thống an ninh đa lớp 24/7 cùng hệ thống thang máy chọn điểm đến nhận diện khuôn mặt. Bãi giữ xe thông minh, hệ thống thiết bị Smart Home và Smart Living mang thương hiệu Sunshine Group. Sunshine Golden River mang đến một không gian xanh, môi trường sống văn minh, hoàn hảo cho cư dân quốc tế và cộng đồng tinh hoa thượng lưu, nơi giấc mơ về một cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp bậc nhất trở thành hiện thực. Sunshine Golden River khẳng định chất sống thời thượng. Một siêu phẩm từ tập đoàn Sunshine Group.